Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Thì video ngày hôm nay em xin chia sẻ về cái giải pháp có rau sạch khi mà mình sống ở thành phố nha các anh chị. Như các anh chị cũng biết đó, là cái vấn đề thực phẩm sạch ngày nay được rất là nhiều người quan tâm. Rau thì mình mua ngoài chợ mình không biết nó như thế nào hết. Thì cái giải pháp mà rau sạch thường là người ta họ có một cái khoảnh đất nào đó, người ta sẽ tự trồng hoặc là trồng rau trên sân thượng, đó là đối với nhà dân. Nhưng mà khi mình ở trong căn hộ, ở trong chung cư thì như thế nào, làm thế nào để có cái giải pháp có rau sạch? Đó là mình nên chọn những căn hộ có sân vườn. Thì từ cái căn hộ mà có sân vườn thì mình có thể trồng được một ít rau sạch cho gia đình của mình. Thì khi mà mình trồng thì mình sẽ an tâm hơn. Thứ nhất là mình an tâm hơn vì mình trồng, mình bón phân lúc nào, mình diệt sâu như thế nào thì mình biết, thì mình cảm thấy nó an tâm hơn. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai thì mình cảm thấy là vui hơn khi mà em chắc chắn một điều là rau mình tự trồng mình ăn sẽ cảm thấy ngon hơn rất là nhiều so với mình mua ở bên chợ hay là mua ở siêu thị. Đó là em cảm thấy chắc chắn như vậy bởi vì cái cảm giác đó em đã trải nghiệm rồi ạ. Với lại nha, trồng rau chăm sóc cây cảnh đó là một cái thú vui, một cái công việc làm giảm stress sau những ngày làm việc mệt mỏi rất là hiệu quả các anh chị. Rồi cái video này thì em xin chia sẻ ngắn gọn về cái giải pháp mà có rau sạch khi mà mình sống trong chung cư, khi mà mình sống trong một cái thành phố. Cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm theo dõi video của em và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.